xin chào quý vị mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị bước sang năm 2024 Long An phấn đấu số doanh nghiệp đăng ký hoạt động đến hết năm đạt khoảng 17.000 doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đó tỉnh long an có những chỉ đạo quyết liệt cam kết mạnh mẽ triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất và xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung khơi thông những điểm nghẽn bằng giải pháp thiết thực và hiệu quả đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm quyền sản xuất kinh doanh bình đẳng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhằm tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng Toàn tỉnh đang có 26 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư và 17 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng số công nhân khoảng 212.000 người và dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 305.000 người. Lượng người thì đông nhưng hiện nhiều khu nhỏ công nhân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về không gian, vệ sinh môi trường. Hiện tại, phần lớn công nhân, lao động nhập cư đang phải thuê nhà trọ dân sinh với điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Vì vậy, hiện có khoảng 140.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở, tương đương với 46% tổng số lao động. Long An cũng đang định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng hơn 71.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Một khi vấn đề nhà ở được bảo đảm tốt sẽ giúp người lao động ổn định sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, góp phần tạo nguồn lực lao động có chất lượng cao cho xã hội. Với tinh thần chung tay chăm lo cho người nghèo, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương phối hợp với Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ động viên các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024. Qua đó, nhằm tạo phong trào tương thương tương ái chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, được vui xuân, đón Tết ấm áp, Đồng thời, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái và quyết tâm hành động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhằm chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong lúa gạo tại Việt Nam và trên thế giới, chiều ngày 13 tháng 12 tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo quốc tế Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về lúa gạo. Đây là một trong bốn hội thảo quan trọng nằm trong sự kiện Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023. Thời gian qua, Việt Nam đã làm chủ công nghệ và chọn tạo được bộ giống lúa rất đa dạng, phù hợp cho từng dùng, từng mục tiêu cụ thể, như bộ giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, giống lúa chiều phèn, mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu, giống lúa năng suất cao phục vụ chế biến, đồng thời áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong tất cả các khâu để giảm tổn thất trong và sau thu hoạch hội thảo nhận được nhiều sự chia sẻ của các chuyên gia trong và ngoài nước về thông tin kết quả nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ trong lúa gạo tại việt nam và trên thế giới liên quan hệ thống canh tác tối ưu thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu giống mới kháng sinh sâu bệnh quy trình canh tác tiên tiến thích ứng biến đổi khí hậu còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Giáp Thịnh 2024. Thời điểm này, nhà dương đang tất vật trong công đoạn chăm sóc cây kiển, bonsai, mai vàng để đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết. Ngay từ đầu tháng 9 năm lịch, các nhà vườn chuyên trồng cây kiển, bonsai, mai vàng tại xã Bình Hòa Hưng, quận Đức Huệ đang vào giai đoạn chăm sóc, tỉa cành lá, chỉnh sửa dáng để kịp trưng bày và cung ứng ra thị trường Tết năm nay. Được biết, giá cây kiển bonsai dao động từ 700.000 đồng cho đến trên 1 triệu đồng, tùy gốc lớn nhỏ. Còn giới mai vàng sẽ có giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tùy thuộc vào năm tuổi của từng loại mai. So với làm lúa hay trong những loại rau màu khác, thì việc trồng kiển bonsai và mai vàng sẽ mang lại lợi nhuận cao, nên người dân cũng tranh thủ làm dịp Tết để có thêm thu nhập. Giờ cũng có làm ba kiển xanh nè, nhưng trước thì có mai không Nó ổn hơn cái lúa. Nhưng mà một năm bán được có lần. Mặc dù thị trường vẫn còn nhiều biến động, song nhà trường vẫn kỳ vọng về một vụ Tết bội thu được giá và đang chủ động các biện pháp chăm sóc bảo vệ trước những diễn biến thất thường của thời tiết. Hàng năm, cứ vào thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, một số hộ dân trong huyện Tân Hưng sống bằng nghề trồng qua Tết bắt đầu ươm qua để kịp phục vụ thị trường Tết nguyên đáng. Có 8 năm gắn bó với nghề trồng qua Tết, mỗi năm anh Nguyễn Thanh Hòa cung cấp cho thị trường từ 7.000 đến 8.000 chậu qua các loại. Do có kinh nghiệm trong nhiều năm nên qua của anh trổ bông to, đồng loạt, dây dày được khách hàng gần xa ưa chuộng. 8.000 vỏ là lái lấy từ À, rầm 16 lấy cho tới 25 là tôi còn số ít đi chợ thôi. Chủ yếu là còn khoảng 2.000 võ, 3.000 võ là đi Hồng Nữ, Thân Hưng. Riêng trong vụ qua Tết năm nay, anh Hòa ươm được 40.000 cây con, chủ yếu là qua chàng thọ. Hiện qua được từ 7 đến 15 ngày tuổi và đang phát triển tốt. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt thì giao khoảng giữa tháng 12 âm lịch sẽ có quà bán cho thường đại. Thưa quý vị, dịp cuối năm nhất là thời điểm gần Tết Nguyên Đán, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi mua bán pháo trái phép, nhiều tuần qua, lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng, chợ trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới. Long An là địa phương chấp biên giới nên công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu về pháo hết sức gian nan. Do đó, với chủ trương ngăn chặn từ xa từ sớm, ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả kế hoạch đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sử dụng trái phép, nhất là địa bàn biên giới. Lãnh đạo thì cấp trên, nói chung là đặc biệt của sự quan tâm của ủy ban rồi tỉnh ủy ủy ban của các ban ngành là chúng tôi cũng rất là ráo riết về vấn đề này kiểm soát rất là chặt vấn đề này và cũng khuyến cáo cô bác là à, tuyệt đối là cấm vấn đề là, là buôn lậu về là buôn bán hàng cấm trong đó có pháo nổ để có sự đồng tình ủng hộ và chung tay vào cuộc từ người dân lực lượng chức năng trong tỉnh đã tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với công tác phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trong đó tập trung tuyên truyền cho nhân dân ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán tàn trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Từ xưa giờ tôi không có bán pháo nổ hay gì hết trơn á. Mà ở trong chợ này cũng vậy, không ai bán mấy cái đồ đó đâu. Quản lý thị trường nhắc nhở thường xuyên nên cô cũng không dám bán mấy cái mặt hàng đó việc sản xuất vận chuyển buôn bán pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù do lợi nhuận cao cho nên nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội trong tháng 11 và đầu tháng 12 năm nay bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt 4 vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn thu giữ trên 4 tấn pháo các loại Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã ban hành các văn bản yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định. Ước tính trong năm nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã ban hành chính văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý phương tiện vi phạm thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thuộc Cục Đường bộ Việt Nam với trên 1.200 được phương tiện vi phạm tốc độ, Gần 35.300 lượt phương tiện vi phạm thời gian lái xe liên tục, chủ yếu là xe tải chiếm hơn 70%. Tương đương có khoảng 24.800 trường hợp xe tải vi phạm. Quay ra trong năm nay, có hơn 33.400 lượt phương tiện không truyền dữ liệu về hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án mở rộng nhà ga Sơ Bài Nội Bài và tương Sơn Nhất đang được tiến hành, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm sau. Cụ thể, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã khởi công với quy mô phục vụ 20 triệu hành khách trên một năm, nâng tổng công suất sân bay này lên 50 triệu khách trên một năm. Bên cạnh đó, với sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng, đường Cộng Hòa, cải tạo đường Cộng Hòa để giảm ủng tắc khu vực trước cổng sân bay. Dự kiến hai công trình này hoàn thành vào năm 2024. Với sân bay nội bài, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 quốc tế cũng đang được xây dựng, với công suất thiết kế thêm 5 triệu khách trên một năm, nâng tổng công suất nhà ga sân bay nội bài lên 30 triệu hành khách trên một năm. Dự kiến nhà ga T2 mở rộng cũng hoàn thành vào năm 2024. Hiệp hội du lịch Kiên Giang cho biết qua giai đoạn khó khăn do nhiều nguyên nhân, khách du lịch đến Phú Quốc đang tăng trở lại và kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong dịp Giáng sinh Tết Dương lịch 2024. Đặc biệt, sau ngày 16 tháng 1 2024, nhiều thị trường như Đài Loan của Trung Quốc và Trung Quốc Đại Lục, Mông Cổ cũng có chuyến bay đến Phú Quốc. Ngoài ra, một số đường bay đến từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Malaysia đến Phú Quốc đã tăng chuyến. Do đó, có thể dự báo từ đây cho đến cuối năm 2023, lượng khách quốc tế đến đảo Ngọc tăng trở lại, thị trường du lịch sẽ sôi động. Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, giá giá máy bay nội địa đến Phú Quốc hiện nay khá cao với mức giá này sẽ hưởng đến khách nội địa đến Phú Quốc là điều không tránh khỏi. Hôm qua, địa phó viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, Lynn Hastings, đánh giá hệ thống y tế trên giải Gaza gần như sụp đổ. Người dân nơi đây đang đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng tụ tập quá đông tại các điểm sơ tán. Theo quan chức Liên Hiệp Quốc, mọi điều kiện điển hình để lây lan dịch bệnh đều đã xuất hiện khi có tới 85% tổng dân số 2,3 triệu người ở giải Gaza phải rời bỏ nhà cửa và dồn đến các địa điểm sơ tán chật kín người. Gần như một nửa dân số dồn về thành phố Rafah ở cực nam của giải đất này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca bệnh hô hấp, tiêu chảy và nhiều bệnh lây lan nhanh khác đã tăng dọt trong khi đó cơ quan y tế ở giải gaza cũng cho biết các bệnh viện đã hết nguồn dự trữ vaccine để tiêm cho trẻ em ở vùng lãnh thổ này khiến việc tiêm chủng cho trẻ em bị đình trệ hoàn toàn cơ quan này cũng cảnh báo việc thiếu vaccine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với trẻ em và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh đặc biệt là những người phải sơ tán đến những nơi đông đúc cơ quan y tế gaza kêu gọi liên hợp quốc nhanh chóng can thiệp để cung cấp các loại vaccine cần thiết và đảm bảo đưa số vật tư y tế này đến gaza để ngăn chặn thảm họa y tế Hôm qua, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức khép lại. Mặc dù đã thông qua được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch, song các bên vẫn chưa thể đi đến đồng thuận về việc triển khai một thị trường giao dịch carbon. Trong các tuyên bố liên quan tới thỏa thuận về nhiên liệu hóa thạch tại COP28, Liên Hiệp Quốc khẳng định cần chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch và tiến trình này phải công bằng, hợp lý. Trong khi đó, giới chức Liên minh châu Âu nhấn mạnh, Giờ toàn thế giới đã có một thỏa thuận đa phương nhằm đẩy nhanh việc cắt giảm phát thải để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cùng chung quan điểm, giới chức Pháp, Mỹ, Na Uy và Canada cũng hoan nghênh tinh thần hợp tác của các bên tại COP28 và cho rằng các nước cần sẵn sàng có kế hoạch loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù đạt được thỏa thuận bước ngoặt về nhiên liệu hóa thạch, song COP28 vẫn chưa thể nhất trí về thỏa thuận triển khai thị trường giao dịch carbon. Theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, các chính phủ và công ty có thể bù đắp cho lượng khí thải mà mình gây ra bằng cách chi tiền cho các dự án giảm khí thải ở các nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay những giao dịch như vậy vẫn chưa được thực hiện. Ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết thúc đẩy biện pháp hỗ trợ tài chính lâu dài cho Rena tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu diễn ra trong tuần này, trong đó có thảo luận về vấn đề ngân sách Phát biểu trước Quốc hội Đức, ông Olaf Scholz nêu rõ sẽ tán thành việc hỗ trợ tài chính bền vững và đáng tin cậy cho Ukraine trong những năm tới tại Hội nghị Liên minh châu Âu diễn ra trong các ngày 14 và 15 tháng 12. Nhà lãnh đạo này cho rằng đây là vấn đề an ninh của Liên minh châu Âu và là ưu tiên với nước Đức. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu muốn thảo luận về khoản hỗ trợ bổ sung hàng chục tỷ euro cho Kiev tại hội nghị sắp tới, nhưng nội dung này đã bị Hungary bác bỏ. Cùng quan điểm ủng hộ tiếp tục trợ giúp tài chính cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu phải hỗ trợ đầy đủ và lâu dài cho Kiev. Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Slovenia Robert Golub đang đến thăm Paris, ông Macron cho biết cả hai nước đều xác định ủng hộ Ukraine chừng nào cần thiết về quân sự, kinh tế, nhân đạo và ngoại giao. Cũng trong ngày 13 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các đồng minh châu Âu và Mỹ tiếp tục ủng hộ Kiev về tài chính, trong bối cảnh chính trường Mỹ và liên minh châu Âu xuất hiện những bất đồng về vấn đề này. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, đồng thời đưa ra tín hiệu cho thấy sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Trong một tuyên bố, Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ nêu rõ, quyết định giữ nguyên lãi suất cho dây chủ chốt trong khoảng từ 5,25% đến 5,5% cho phép các nhà hoạch định quyết định mức độ của bất kỳ biện pháp củng cố chính sách phù hợp nào. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đưa ra tín hiệu bày tỏ sự kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất ở 0,75 điểm phần trăm trong năm sau, tương đương với 3 lần cắt giảm ở mức 0,25 điểm phần trăm. Bên cạnh quyết định và lãi suất, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cũng công bố dự báo kinh tế cập nhật, trong đó nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay lên mức 2,6% trước khi hạ về mức 1,4% vào năm 2024.